trong video clip ngày hôm nay, em xin được trân trọng gửi tới các bác như mình một mẫu xe đời rất là cao 2018 nhé. Và giá của chiếc xe này thì bên em đang bán là hơn 200 triệu. Cụ thể giá em sẽ ghi vào tiêu đề. Chiếc xe được mang tên là Suzuki Sailor, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Động cơ của xe thì chỉ có 1.0 thôi. Đấy, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn đối với cái mẫu xe này. Đấy, mời các bác cùng xem và cảm nhận nhé. Và với cái đời 2018 này thì bên em có hỗ trợ trả góp. Đấy, có hỗ trợ trả góp nhé. Giá trị của xe lên đến 70%. 70% giá trị của xe. Đấy, nội thất của xe đẹp. Xe rất là mới luôn nhé. Đấy, xe được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật. Đấy, rất là lanh và tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí khi mình dùng. Các bác đang có số tiền mà hơn 200 triệu đấy ạ. Mình đang phân vân không biết là mua xe gì. Thì đây là một cái mẫu xe mà em nghĩ rất là phù hợp này. Vì chiếc xe đời rất là cao, còn gần như là mới luôn, và giá tiền thì cũng rất là hợp lý đúng không ạ. Đấy, chưa tới 300 triệu đồng thì mình có thể là sử dụng được cái mẫu xe này rồi. Xe rất là mới nhá. Trang bị thì có hai túi khí an toàn này, phanh ABS này, màn hình, cam nùi, là răng đúc nguyên bản theo xe. Chiếc này được mang biển 28 và là gốc thành phố nhá. Các bác mình ở thành phố thì sang tên không mất tiền biển đâu nhá. Đấy, phía sau của chiếc xe đây, với lớp sơn là màu trắng rất là bóng đẹp, rất là sáng. Và chiếc xe này các bác hoàn toàn yên tâm, đây là xe là còn nguyên vẹn nhá, máy số còn nguyên, chưa động chạm gì, chưa bổ máy, chưa bổ số. Sơn zin của chiếc xe còn rất là nhiều, keo chỉ thì nguyên cả xe luôn. Chiếc này chỉ sơn lại một vài vị trí thôi các bác nhá, mới sơn lại một vài vị trí ở cái góc đèn này thôi này. Đấy, chứ còn thì sơn zin của xe rất là nhiều luôn. Gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện. Hộp số sàn. Đấy, xe còn rất là mới luôn. Mời các bác cùng xem và cảm nhận về mẫu xe Suzuki này nhé. Trước khi đi vào chi tiết thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi. Để làm gì ạ? Để được xem thêm và tiếp tục tham khảo những cái chiếc xe khác của cửa hàng bên em. Bên em thì ngày nào cũng đưa lên tầm khoảng 3 đến 4 mẫu xe, với giá tiền từ 100 triệu cho tới 500-700 triệu, rất là nhiều nhá. Trên 100 đầu xe các loại. Và bây giờ thì em quay chi tiết đây, các bác xem này. Phần cặp đèn pha của xe rất là mới này. 2018 cơ mà, đúng không ạ? Tháng 10 năm 2018 nhá. Cuối năm, gần 2019 đến nơi rồi. Đây, phần thân vỏ chiếc xe đẹp. Một mẫu xe gia đình, đi rất là ít luôn. Đây, đây là phần đầu chiếc xe này. Em quay gần hơn một chút nhé. La răng của xe được đổi cái màu rất là sáng đúng không ạ? Đăng kiểm đến tháng 11. Tất cả kính của xe đều là còn zin hết nhá. Tất cả kính của xe đều còn zin, chưa thay kính nào cả. Thân vỏ nguyên vẹn rồi, các bác yên tâm là thân vỏ nguyên vẹn nhé. Những cái mẫu xe đời cao như thế này thì mình hoàn toàn yên tâm về lỗi. Cái mẫu này thì cho các bác mình test thoải mái luôn. Có thể là dẫn thợ đến test xe này, hoặc là mình mang ra hãng test cũng được luôn nhé. Đấy, test các kiểu. Nếu mà xe ok, xe không lỗi thì các bác lấy. Lúc đó thì chỉ thương lượng về giá thôi đúng không ạ. Giá thì bên em chào bán thì luôn luôn ghim ở trên cái phần tiêu đề. Tất nhiên thì những cái giá đưa ra như vậy thì vẫn có lọc lá và có bớt thêm cho các bác nhà mình. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của cái mẫu xe Suzuki Sailor này được gắn ở trên đây.
đây, thông tin và mức tiêu thụ nhiên liệu đây các bác nhá. Nếu mà mình chạy ngoại đô đấy ạ, trước này còn chưa tới 4 lít này. Đấy. Đây mình chạy kết hợp thì nó là 4 lít. Còn không thì mình chạy trong đô thị mới chỉ có 5,2 lít thôi các bác nhá. 5,2 5,3 lít thôi. Quá ít nhiên liệu luôn. Như vậy nếu mà mình chạy đường dài thì chỉ ngang với xe máy thôi đúng không ạ? Chỉ ngang một chút xe máy tay ga thôi. Rất là ít xăng. Đèn trước đèn sau đều là đèn zin các bác nhá. Chiếc xe này nói về làm lại đấy ạ. Thì mới chỉ làm lại một vài cái vị trí sơn thôi, còn chưa làm lại gì các bác nhá. Một vài vị trí sơn bên ngoài thôi, chứ còn là nguyên vẹn hết. Máy số chưa động chạm gì cả. Tiếp sẽ quay các bác xem phần máy và số của xe nhá. Gầm bệ nội thất từng vị trí một sẽ được em quay chi tiết trong video này. Đây là phần nóc của chiếc xe này. Dòng này em thấy khi mình vận hành nhá, mình ngồi trên mình chạy, em thấy là cũng khá là hay. Hay hơn cả một số những dòng như là Spark, thậm chí là Morning. Đây, em mở cabo ra luôn nhá. Mở cabo để các bác xem phần khoang máy luôn nhá. Em mở tất cả cửa ra và cả cốp ra luôn. Thì các bác thấy nhà mình, các bác nhà mình thấy này, cái phần khu vực phía sau nó rất là rộng, đúng không? Mình có thể để đồ thoải mái luôn, rất là rộng. Ở phía dưới đây thì thiết kế một quả lốp dự phòng, lốp dự phòng được đặt ở dưới nhá. Cả những cái phần bu lông eco của xe này rất là mới này, đúng không? Rất là mới luôn. Các bác thấy đây, đây khu vực máng nước này, tất cả con bu lông vặn cabo vẫn còn nguyên nhá. Bây giờ thì đến phần nội thất bên trong rồi, mời các bác xem nốt. Đây phần mép cửa này, táp ly táp lô của chiếc xe đây. Một số vị trí của chiếc xe thì cũng đã được bọc dán rồi. Ví dụ như là cái vị trí cột này được bọc dán rồi các bác nhá. Sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ này, vẫn là sàn nỉ nhá. Nót một cái tấm da ở trên rồi. Bộ ghế da của xe cũng là mới. Vị trí trên phần tắp lô đây thì các bác thấy này, có một túi khí được đặt ở trên đây. Đấy, chỗ này là cốp đồ này. Màn hình Android nhá. Màn hình cỡ nhỏ, màn hình cận Android cỡ nhỏ nhá. Đây em bật chìa khóa lên cho các bác xem. Đây, đây và đây là phần đồng hồ của chiếc xe. Đây, các bác có thể thấy xe chạy rất là ít. Đấy, tống điều hòa này. Đây là củ số nhá. Và đây là vô lăng. Vô lăng của xe rất đẹp luôn, rất là mới này. Đấy, vô lăng của xe rất là mới luôn. Vô lăng ba chấu. Và thấy những cái gai ở đây này nổi lên rất là cao này. Vị trí mặt phím còi này không bị mòn này. Một chiếc xe chạy rất là ít. Chạy ít cho nên là cái phần vô lăng mới được đẹp như vậy, đúng không ạ? Đây các bác xem nhá. Chi tiết cho các bác ngắm về chiếc xe. Bên em vận chuyển trên toàn quốc nhá. Bất cứ tỉnh nào cũng có thể nào mua xe bên em được. Nếu xa thì bên em có thể là chuyển xe tới tận nhà bằng phương tiện là cho lên xe lồng.
và chở vào cho các bác. Ví dụ các bác ở trong miền Trung hoặc miền Nam, bên em bán vào trong miền Nam rất là nhiều. Tiếp tục những mẫu xe được đưa vào miền Nam bằng phương tiện xe lồng. Ở phần tắp lô chiếc xe đây, đứng vị trí này mình nhìn được cụ thể và chi tiết hơn đúng không ạ, tổng quan về cái phần tắp lô. Trần thì vẫn là trần nỉ nguyên bản nhá, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Hiện nay thì em quay gầm luôn này, cua lốp của xe là vẫn còn nguyên này, chỉ cua lốp của xe vẫn còn nhá. Đây gầm luôn đây. Đây cái phần sơn sần ở phần bao lê của xe là vẫn còn đây này. Vâng, em di chuyển xong bên đây và quay lốt cho các bác xem lốt nhá. Mép cửa đây. Bên ngoài thì với lớp sơn là màu sáng, và bên trong thiết kế thì nó là màu tối, màu đen. Màu đen thì mình sẽ giữ nó được sạch sẽ hơn đúng không ạ? Màu đen rất là sạch. Mời các bác cùng xem nốt cái vị trí phần khoang lái này. Chỗ này của xe thì vẫn là nỉ nhá, vẫn là nỉ, bốn cánh vẫn là nỉ. Phần trên đây là thiết kế là bằng chất liệu nhựa, nhựa dẻo nhá. Đây con xem này, cái đồ nhựa của xe nó còn rất đẹp này. Hệ thống gương kính. Đây các bác nhá, mình cùng xem chi tiết. Rồi, quay lốt phần gầm bên đây. Gầm rất là mới luôn. Rồi, phần tiếp theo, một cái phần rất là quan trọng của một chiếc xe. Phần khu vực gầm. Gầm và máy đúng không? Đây, máy của xe đây. Máy rất là mới luôn này. Máy mới chưa? Các bác xem tất cả những con bu lông đây nhá. Chưa động chạm gì và còn rất là sáng luôn này. Đây. 2018 cơ mà, đúng không ạ? Cho nên là các bác biết là nó còn rất là mới. Một chiếc xe quá đẹp đúng không ạ? Với phân khúc chỉ có là hơn 200 triệu thôi thì mình có thể là mua về sở hữu rồi. Các bác mình thấy chiếc xe này ưng, hợp với lại túi tiền và hợp với gia đình nhà mình thì mình hãy alo cho bên em theo hai số chính là số hotline số 093 858 6307 và 0389 000 555. Cả hai số đó đều là số Zalo nhá. Các bác vào kết nối để bên em có thể là gửi hình và gửi video, có thể là tư vấn thêm qua Zalo cho các bác. Và ok, em xin cảm ơn và xin được gặp lại các bác vào những cái chương trình video lần sau.